Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay giới thiệu cho mọi người một cái kèo mới nha. Nói chung cái kèo này nó mới ra mắt. Và cái thông tin cơ bản về dự án thì em sẽ nói như thế này ha. Thì chúng ta khai thác cái này á, là Timeta. Thì nó tổng cung chỉ có 80 triệu thôi nha mọi người. Nó rất là hiếm luôn. Đây là một cái dự án chuỗi công cộng ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, vừa mới đăng ký ra mắt hôm nay thôi ha, với tổng số là 80 triệu và sẽ sớm nhận được giấy phép NFA. Đó, cái giấy này thì nó bên của Realtor thì ít nhiều cũng phải biết nha, anh chị cứ vào đó tham khảo. Rồi một dự án chính thức. Đó, nói chung là nó rất là hiếm. Cái thứ hai là Sun Swap HBTC Ray OK sẽ được liệt kê đang thương lượng ha, tức là họ sẽ thương lượng để niêm yết trên mấy cái sàn này trong thời gian tới. Nó được công nhận là chuỗi công khai cạnh tranh mạnh mẽ nhất của Ethereum, giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng và phí cao của Ethereum, dần dần thay thế thị phần của Ethereum trong nền tảng hợp đồng thông minh. Tức là sao? Có nghĩa là Ethereum cái phí nó hiện tại cao nhất, mà em swap hay là em mua bán những con tốc cạnh á, em sợ nhất là những cái con mạng Ethereum, tại vì cái phí nó khá là cao. Nếu như chúng ta tốc cạnh ít á, anh chị mua bán không đủ tiền trả phí nữa. Đó là cũng một phần là tại sao em kêu chúng ta nên tuyển thêm ghép ha. T-Chain chính thức ra mắt ABB vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 và ra mắt sàn giao dịch phi tập trung SunSwap HitBitRay OKX. Okay. Thì OKX okay đang thương lượng nha mọi người. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Thì khi anh chị xem cái video này của em á, chúng ta nhấp vào cái đường link ở cái phần mô tả để chúng ta nhấp chuyển đến cái trang chúng ta làm việc nha mọi người. Rồi. Nó là sẽ như thế này nha mọi người. Rồi trước tiên á, là em chia sẻ cho mọi người cái thủ thuật. Thì nó là cái trang web nên nếu chúng ta không khéo á, là chúng ta sẽ mất cái trang này mà chúng ta không biết được chúng ta vào. Trong trường hợp á, là chúng ta quên, không có cái đường link á, chúng ta quên đó mọi người, thì anh chị sẽ nhấp vào cái dấu ba chấm phía trên và bên phải cho em ha. Chúng ta nhấp cái chữ là thêm vào màn hình chính. Ở đây chúng ta để chữ T hoặc là T-Chain cũng được, thì chúng ta nhấp vào thêm ha. Rồi mình đó thẳng ra, thì khi đó trên màn hình chính điện thoại của anh chị á, nó sẽ có một cái APK, nó dạng như là kiểu như APK, như cái app vậy, anh chị thấy mà, chữ T này chúng ta nhấp vào đó ha. Rồi ở đây trong trường hợp mà chúng ta không thấy tiếng Việt thì anh chị sẽ nhấp vào cái chữ tiếng Việt ở dưới hoặc là ở ba chấm ở trên và bên phải ha, anh thường chia sẻ đó. Rồi ở đây có hai cái, nếu mà chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta đăng nhập còn nếu như chưa có thì chúng ta đăng ký. Cái này nó mới có web thôi, nó chưa có app nha mọi người. Em nghĩ 80 triệu thì khả năng đào sẽ rất là nhanh, tại vì Anaerobe này rất là nhiều. Rồi chúng ta nhấp vào đăng ký giúp em đi, tranh thủ làm đi mọi người. Ở đây nó sẽ như thế này ha, chúng ta sẽ chọn địa bàn, mọi người nhấp vào. Thì chúng ta Việt Nam thì mình sẽ chọn Việt Nam, tức là chúng ta ở đâu thì chúng ta chọn đó. Đây Việt Nam mọi người thấy mà, cộng 84. Cái di động này thì anh chị sẽ nhập cho em cái số di động mà chúng ta thường sử dụng nha, và em khuyên là số di động chính chủ hoặc là của người thân chúng ta, 0913560952 đó. Rồi mật khẩu mở khóa thì anh chị nên là chú có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt nha, cho nó chắc. Và cái mật khẩu này em khuyên chúng anh chị á, chúng ta nên là ghi vào cuốn sổ nha. Rồi cái mã mời này thì khi anh chị vào cái đường link á, thì cái mã mời của em nó có ở đây rồi. Còn khi anh chị giới thiệu người khác á, thì người ta cũng sẽ lấy mã mời của anh chị. Nói chung á là nó làm bất cứ anh rốt nào nó cũng cần cái mã mời hết mọi người, của ai cũng vậy thôi. Rồi nhấp vào I am a robot, tôi không phải là người máy ha. Thì ở đây nó sẽ kêu mình xác minh rất là nhiều lần. Em sẽ nhấp vào cái chữ dịch ha. Rồi ở đây nó chỉ là tiếng Anh không, bớt tức là sẽ bớt ha mọi người. Thì chúng ta thấy cái nào có xe buýt thì chúng ta cứ nhấp vào cho em đi. Chúng ta nhấp vào giữ như thế này nha. Đây đây. Rồi chúng ta nét. Chúng ta nhấp vào chữ verify. Rồi chúng ta nhấp vào cái verify giùm em. Nó có traffic light là đèn giao thông á, mọi người nhấp vào hết mấy cái này cho em. Rồi nét. Traffic light tiếp, nhấp vào verify traffic light tiếp, mình nhấp vào những cái hình mà nó có cái đèn giao thông á mọi người.
tiếp nè mọi người. Đó, nó làm 4 5 lần luôn, trong trường hợp chúng ta làm không có đúng thì nó khoảng 7 8 lần luôn không chừng. Rồi nhấp vào bắt đầu đăng ký giùm em nha. Mọi người lưu nha, để chúng ta để nó nhớ mật khẩu để sau này chúng ta có thể ra vào dễ dàng hơn. Rồi nhập ABBK. Rồi chúng ta đăng nhập nha. Đôi lúc nó bị lắc anh chị sẽ làm nó tương đối chậm, và chúng ta làm web mà nó lắc thì chúng ta nên làm chậm thôi, mọi người đừng có thực hiện nhiều bước quá nó chạy không có nổi nha. Ở đây đầu tiên chúng ta tạo và nhập mã mời của em thì sẽ được nhận 2 t meter này. Chúng ta nhấp vào cái khai thác mở này giùm em thì nó đi vào hoạt động cái biểu tượng mà như cái quả khối lập phương này nè, kiểu như vậy á, là nó đang xoay là ok nha anh chị, nó sẽ chạy lên ha. Rồi em sẽ review cho mọi người xem một chút. NFT, chúng ta sẽ nhấp vào NFT coi nó có cái gì. Thì NFT thường thường nó là cái dạng game thôi mọi người. Anh chị có thể tìm hiểu thêm ha. Ở đây là nó giới thiệu những cái game thôi. Hoặc là những cái tranh ảnh mà người ta bán theo cái kiểu dạng NFT á. Tức là em nói sơ sơ qua. Ví dụ bây giờ nó có cái kiểu như vậy nè. Chúng ta chụp một cái hình ảnh nào mà nó đẹp, nó độc đáo á. Mà nó sắc nét nó đẹp ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bán trên OpenSea. Là cái NFT thì ở đây nó cũng như dạng vậy đó. Đó, thí dụ như cái bức tranh này là nó bán với cái giá là 552 tỷ. Đó, thì sẽ có người mua thôi. Kiểu như vậy anh chị ha. Khá là ok, đó là một cái thị trường cũng dễ kiếm tiền. Nhưng mà nó khó lắm. Rồi, dễ kiếm tiền là chúng ta dễ có tiền. Nhưng mà chúng ta để đăng ký được, chúng ta làm được cái đó thì nó khó. Ý là như vậy nha. Rồi chúng ta nhấp vào chữ Junior giùm em ha. Thì ở đây nè, nó cũng chủ yếu là tiếng Anh không à. Anh chị có thể chúng ta copy hoặc chúng ta sao chép để chúng ta nghiên cứu ha. Rồi, quan trọng của mình là cứ đào hàng ngày đi thì trong thời gian tới nữa thì có gì em sẽ cập nhật thêm nữa nha. Đó, mọi người thấy không? Thì bây giờ cái tóc cạnh của em nó đã nhảy lên rồi đó, 2.029821 đó mọi người ha. Nói chung đào rất là chậm luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta nhấp vào cái chữ riêng tư giùm em ha. Thì cái chỗ tài sản ở trên đây nè, cái cài đặt dữ liệu. Thì mọi người đổi ở trên sửa đổi hình ảnh đại diện á thì mọi người sẽ tải hình ảnh lên ha. Sửa đổi biệt hiệu là cái tên của mọi người á. Ví dụ như bây giờ chúng em nhập cho mẹ em thí dụ như là thế này ha. Đó, thì như vậy là chúng ta xác nhận thì nó sẽ hiển thị nha. Một lát nó sẽ hiển thị lên, mọi người nó chưa có cập nhật liền được. Rồi cài đặt dữ liệu thì chúng ta có thể hủy bỏ. Thì thí dụ như chúng ta đang làm mà chúng ta không muốn thay đổi thì chúng ta nhấp vào hủy bỏ. Một chút nó sẽ có nha mọi người. Tài sản của tôi thì hiện tại cái này chúng ta không vào được mọi người. Rồi mời bạn bè thì anh chị có thể lấy cái đường link đây, liên kết mời ha, chúng ta sao chép nó, hoặc là mọi người có thể lấy cái mã mời cũng được ha. Nhưng mà em nghĩ là đã là web thì bắt buộc phải lấy cái link thôi, chứ mọi người đâu có nhập cái mã mời kiểu này được đó. Thì chúng ta quay lại ha, xác thực tên thật. Xác thực tên thật này không phải là tên thật của tài khoản mình nha, mà là của bên cái dự án á. Anh chị thấy không? Nó tổng cộng là 80 triệu nè. Rồi, nói chung là nó có thông tin contract này kia các kiểu luôn ha chị, anh chị. Chúng ta có thể vào đây chúng ta xem thêm. Rồi chúng ta quay lại một bước đi. Rồi, chặn trình duyệt thì không cần vào đâu. Rồi cái sách trắng của nó nè, anh chị có thể vào đây để chúng ta xem thêm ha. Nhưng mà nó chạy cũng tương đối là chậm. Tiếng Anh không à mọi người ơi. Rồi ti bộ này là cái gì, em sẽ vào cho mọi người xem luôn. Thì cái này á, hồi lúc nãy thì em nhấp được nhưng bây giờ nó không có được ha. Nói chung cái app này nó cũng còn, cái web này nó cũng còn nhiều cái nó bị lỗi, nó chưa có mượt đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta nhấp vào chữ T này thì sau 24 giờ chúng ta vào chúng ta nhấp một lần ha. Mọi người thấy không ạ? T sẽ 24 giờ đây nè. Chị cứ đào đi ha. Tốc độ 80 triệu này thì em nghĩ một thời gian là sẽ nhanh thôi. Rất là mau.
thì anh chị làm có gì không được thì cứ cứ nhắn tin phía dưới cái phần bình luận á, em sẽ trả lời cho mọi người nha.